với những cái phim nước ngoài á, đôi khi cái chuyện yếu tố lợi nhuận thì ai làm kinh doanh cũng nghĩ tới. Nhưng mà bên nước ngoài, cái điểm một trong những cái điểm khác với bên mình là bên nước ngoài, cái ý tưởng đó chưa chắc là để cho nhà sản xuất họ họ duyệt. Chắc là để cho nhà sản xuất họ duyệt, mà sẽ có một cái đội ngũ, một cái hội đồng gồm những biên kịch khác đánh giá chứ. Họ sẽ qua rất là nhiều vòng. Họ sẽ qua rất nhiều vòng để họ coi coi là ý tưởng này như thế nào, và đúng là để cho người có chuyên môn nói chuyện với nhau. Và khi mà xong xuôi hết rồi, qua rất nhiều vòng đánh giá rồi thì mới bật đèn xanh để cho làm. Còn ở Việt Nam mình thì chúng ta gặp một cái tình trạng là nó bị đứt gãy ở chỗ đó. Tức là một biên kịch khi mà họ có những cái ý tưởng rất hay, nhưng mà nhà sản xuất lại cảm thấy nó không bán được, không tính, không có tính thương mại, là coi như dự án nó bị xếp xó, đúng không?